Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Kính mời quý vị theo dõi bài viết Tập Cận Bình và Tiền Âm Phủ do tác giả tưởng năng tiến. China's plan to replace the US dollar. Kimberly Armandio, President of World Money Watch. Tôi không thông rành tiếng nước ngoài nên chả mấy khi mon men và những trang mạng ngoại ngữ chỉ cắm cúi vào những tờ báo tiếng Việt thôi. Dù vừa coi, vừa run. Tuổi trẻ 19 tháng 5 năm 2020. Giá US dollar bất ngờ giảm mạnh. Thời báo 16 tháng 6 năm 2020. Đồng US dollar có thể sẽ sụp đổ vào năm 2021. Thiệt độc mà muốn ướt nước mắt luôn. Sao một xui xẻo dữ vậy trời? Tôi sống theo kiểu check by check. Có đồng nào xào đồng đó. Chưa bao giờ dư ra được một xu. Hai tháng trước, vì hay nhờ dịch Vũ Hán, nhà nước Hoa Kỳ thương tình gửi phụ thêm cho 1.200 US dollars. Chồng nghĩ mình cũng đã đến lúc gần đất xa trời rồi, nên lật đật bỏ số tiền này vô ngân hàng. Dành vào việc hỏa táng. Vụ này tôi đã dọ giá rồi, tốn đầu cỡ gần ngàn, vài trăm còn lại để con cháu mua chút đỉnh hương hoa cho nó giống với người ta, ngó cũng phần nào đỡ tuổi. Ai dè giá US dollar bất ngờ giảm mạnh, thiệt rầu muốn chết luôn. Chưa hết, nếu chỉ vài tháng nữa qua năm 2021 mà US dollar có thể sụp đổ thì chết mẹ. Đã vậy ông nhà báo Hà Nhân Văn còn cho biết một chuyện kinh thiên độc địa khác nữa. Tham vọng lớn của Tập Cận Bình là vượt Mỹ đưa đồng nguyên tức nhân dân tệ thay thế Mỹ Kim và đồng Euro. Tham vọng giữ vậy sao? Nghe qua là đủ sợ thấy bà luôn. Có ai deposit cả đống USA dollars vô nhà băng, rồi khi withdraw thì nhận lại một mốt tiền yuan, thì dám tôi sẽ khóc bằng tiếng tàu luôn quá. Thôi, em không dạy đâu. Tôi quyết định một cái rốt chạy ra nhà băng of America, rút hết tiền ra cái red. Xong rủ bạn bè đi nhậu một bữa thiệt là hoành tráng. Rồi khi tàn tiệc thì mình ên chạy đến San Francisco nhảy cầu Golden Gate. Nghe cái ùm là hết chuyện. Coi như là thủy táng xác cho cá mập ăn. Hoàn toàn và tuyệt đối không ô nhiễm môi sinh, môi trường gì giáo trọi. Cũng chả phiền ai phải đưa tôi ra biển mất công. Quyết định vậy thì dễ, nhưng thực hiện thì mới thấy khó à nha. Chưa nói tới cái công đoạn nhảy cầu. Chỉ mới kêu điện thoại rủ rê, gặp nhau để uống sương sương vài chai trước khi từ dã cõi trần. Thôi mà thân hữu gần xa vì sợ con corona đều đã lắc đầu quay quậy. Mà tôi thì có cái tật lớn là bỏ tiền trong túi, thấy nó lóc sóc không chịu được. Chỉ nghĩ đến lúc bạn bè đàn đúng, nhậu nhẹt linh đình, đờn ca hát sướng tùm lum là đủ nóng như hơ rồi. Đang loay hoay nhấp nhom chưa biết cách nào để xài cho hết tiền, thì thấy báo công an nhân dân số ra ngày 11 tháng 6 năm 2020. Có một bài viết Bé 8 tuổi dùng tiền ông phủ Trung Quốc mua đồ chơi. Nội dung hơi là lạ. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 4 khi một cậu bé 8 tuổi người Thụy Sĩ cùng anh trai và bé gái hàng xóm đã đến một cửa hàng đồ chơi tại Yitgen thuộc vùng phía bắc Bezo Lentrop và xòe ra một đống tờ giấy in hình đồng tiền Euro và hỏi rằng liệu cậu có thể sử dụng chúng hay không. Mặc dù trên tờ tiền đã có ghi chú xác nhận đó là tiền giả. Nhưng nhân viên cửa hàng cảm thấy có nghĩa vụ phải gọi cảnh sát. Đây là chính sách của chúng tôi. Tanja Bowman, quản lý cửa hàng cho biết. Phát ngôn viên cảnh sát vùng Bezo Lenshaw sau đó xác nhận họ đã nhận được thông báo về việc có một đứa trẻ dùng đồng euro giá mua hàng ngày 28 tháng 5 cảnh sát đi liên lạc với cha mẹ của cậu bé và tới thăm nhà của họ để điều tra vụ việc. Cảnh sát mang theo những bức ảnh chụp từ camera giám sát của cửa hàng để xác nhận với gia đình. Họ đã thu thêm vài tờ tiền tương tự có mệnh giá 5, 10 và 20 euro. Tờ báo Basler, Zayton, Bars sau đó tiết lộ các tờ tiền giả trong vụ việc là tiền âm phủ có nguồn gốc Trung Quốc vốn được dùng để thiêu tượng trưng trong đám tang với mong muốn người chết có một cuộc sống sung túc ở thế giới bên kia. Té ra, ngay cả khi xuống tới âm phủ rồi mà dân Trung Hoa lục địa vẫn cứ chê đồng nhân dân tệ. Đốt vàng mã cũng phải bằng tiền giả, âu kim hoặc bị kim thì họ mới chịu xài. Rứa thì biết khi mô đồng loan của Chủ tịch Tập Cận Bình mới thay thế được US dollar nè. Dù không thông minh lắm, tôi vẫn nhìn ra ngay được vấn đề. Thế là chạy vội ra Bank of America bỏ tiền vô máy ATM trở lại. Dù chả ưa gì Mỹ và suốt ngày cứ ý ôi chê bai cái chế độ lưỡng đảng Cộng Hòa versus Dân Chủ của xứ sở này nhưng tôi chưa bao giờ mất cảm tình hay niềm tin vào mấy tờ 100 dollars cả. Ha, ha, ha. Tưởng năng tiến tháng 6 năm 2020 Kính thưa quý khán thính giả, chương trình câu chuyện trong tuần đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin kính chúc quý vị một ngày an bình và thân nhân tràn trẻ hạnh phúc và khỏe mạnh